Thì bây giờ mình sẽ không có mở cái bài đó lên nữa mà mình sẽ đàn cho các bạn để các bạn nghe, để các bạn tập theo thử nha. Ví dụ đối với cái bài gốc ban đầu nó sẽ là si trưởng, si gián trưởng. Mình có thể xuống tông, ví dụ pha trưởng đi. Như là từ si gián xuống là 1 2 3 4 5, mình trừ xuống 5. Giống như các bạn tưởng tượng cầm cái remote karaoke mình trừ xuống 5 nha. Đã xóa hết những ngày yêu qua. Đó, bây giờ mình xuống đúng cái tông của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Giống như hồi nãy thì nó cao quá. Hồi nãy là như thế này. Đã xóa hết những ngày yêu qua. Thì nó cao quá, tại vì là mới khúc đầu bài mà nó đã cao tới vậy thì điệp khúc nó còn khó nữa. Nhưng bây giờ mình xuống cái tông thấp hơn nè. Xóa hết những ngày yêu qua, chỉ còn mình anh ngu ngơ cho cơn mưa. Thật trong yêu thương không vội vã. Mưa ngoan, dẫu hết những phút thẫn thờ này, đưa em đi giữa đêm lạnh, còn chờ một mình, bỏ lại tình mình theo làn mây. Tìm về ngày yêu ấy cũng trong chiều mưa này, mình đã gặp nhau lạnh bờ vai nhưng tim vẫn cười. Về vẫn chiều mưa ấy em ném trong vòng tay tông này là như các bạn thấy đó, là tới tông này là đã vật vã lắm rồi đó, là nó vẫn còn cao. Nhưng mà thí dụ đối với lại một số giọng bạn nào mà giọng nam cao, các bạn vẫn có thể hát với cái tông này. Một số bạn mà cảm thấy tông này cao quá, các bạn có thể xuống một tí xíu là tông mi trưởng, thay vì hồi nãy là mình đang hát pha trưởng. Rồi bây giờ mình sẽ tập ở trên cái pha trưởng nha, để cho các bạn có thể mi trưởng cho, để cho các bạn có thể hát theo được. Rồi như các bạn thấy là khi mà chọn tông bài nhạc á, mình cứ dựa theo một cái nguyên tắc rất là đơn giản: giọng nữ sẽ cao hơn giọng nam. Cho nên các bạn chỉ cần lựa tính từ cái tông giọng nữ, các bạn trừ xuống khoảng trừ 5. Và cái cách để mà giải quyết cái việc này, giống như hồi nãy mình có nói, đó là các bạn lên trên các cái trang online gọi là Music Transposing á, Online Music Transposing. Các bạn sẽ thấy là có những cái website các bạn up cái bài nhạc lên, sau đó các bạn trừ xuống hoặc là cộng lên, rồi sau đó mình download ngược cái bài đó về, thì mình sẽ có ngay một cái bản nhạc mà đúng cái tông của mình mong muốn. Ngược lại, nếu như đây là một bài nhạc của nam mà nữ muốn hát, đúng không, thì lấy cái bài đó mình cộng lên lại. Thường ví dụ nam mà để cho nữ hát, bài của nam mà để cho nữ hát, các bạn cộng khoảng chừng cộng 3 cộng 4 là các bạn đã hát thoải mái rồi. Trừ trường hợp mà các bạn hát muốn hát cao hơn nữa thì tùy thuộc vào cái sở thích của mỗi người. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cái tông mi trưởng và hướng dẫn cho các bạn cách hát bài này nhé. Đã xóa hết những ngày yêu qua. Rồi, bài này khi mà các bạn hát á, nó có một cái vài cái khó trong cái bài này. Một là cái nhịp của nó. Thì các bạn nghe là nó giống như nhịp 6-8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Đó thì khó là khó trong cái nhịp nè. Cái thứ hai là cái chất nhạc bài này, các bạn cũng cần nó hát nó hơi kiểu blue jazz tí xíu nữa, vừa có tí xíu soul R&B trong đó. Rồi khi mà các bạn hát cái câu đầu tiên á, các bạn muốn để cho nó có một cái cảm xúc lâng lâng hơn, các bạn có thể chọn cái cách hát cách của mình thường hay chọn á, đó là mình hát ngắn gọn để mình nghe cái tiếng vợp, cái reverb, cái tiếng vang đằng sau. Ví dụ nè, mưa. các bạn thấy không? Nghĩa là nếu như trong trường hợp các bạn hát với một cái âm thanh mà nó có độ vang giống vậy, thì các bạn hát ngắn gọn thôi, để cái phần còn lại nó sẽ có cái reverb, cái độ vang đó, nó làm cho giọng của các bạn nghe nó ảo hơn. Còn nếu bạn nào có thể xử lý được bằng cái ngân rung tự nhiên thì các bạn có thể làm, tùy cái sở thích của mọi người. Cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu qua,
có một cái mẹo rất là hay khi mà các bạn tập hát á, đó là tiếng Việt và tiếng miền Nam mình nó ít cái hơi, nó ít cái phần nhả hơi ra, cho nên là các bạn có thể tập cái thói quen là đẩy cái phần hơi của mình ra tí xíu. Ví dụ thay vì mình hát là cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu qua, nghe cái này nó nặng, nó giống rock quá. Bây giờ mình thí dụ mình cảm thấy là hát như vậy nó bị cứng, nó khô, thì mình thêm hơi vào, nó sẽ sexy hơn, nó tình cảm hơn đi xíu. Cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu qua, chỉ còn mình ai ngu ngơ mong cho cơn mưa tan trong yêu thương không vội vã. Cái chỗ này nè, không vội vã. Nếu như mình hát là tan trong yêu thương không vội vã, thì lúc này nghe cảm giác nó bị vội, đúng không? Tại vì mình hát nó ngắn gọn, nó không có một cái gì đó lê thê ra. Trong khi cái ngôn từ ở đây, cái ý nghĩa của nó là gì? Tan trong yêu thương không vội vã, thì mình để không vội vã mà mình để cho cái hơi nó kéo dài ra. Nếu các bạn có thể rung được thì các bạn rung nhẹ nhẹ nhẹ, thì nó sẽ làm cho cái câu hát của mình nó nhiều cảm xúc hơn rất là nhiều. Giờ mình thử lại cái câu đó nha. Cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu qua, chỉ còn mình anh ngu ngơ cho cơn mưa thật chung yêu thương không vội vã. Bương hoa dù hết những phút thân thơ này, thương em đi giữa đêm lạnh còn chưa một mình, bỏ lại tình mình theo làn mây, tìm về ngày yêu ấy cũng trong chiều mưa này. Mình đã gặp nhau lạnh bờ vai nhưng tim vẫn cười, giờ vẫn chiều mưa ấy. Sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để hát tới đó nhé. Các bạn thấy là khi mà hát cái đoạn đầu á, nó sẽ hơi thấp tí xíu, bởi vì cái bài này cái quãng giọng nó rộng quá, nó đi từ nốt rất thấp cho đến nốt rất cao. Cho nên an toàn nhất là các bạn chọn một cái khoảng nào đó nằm giữa ở trong cái phần giọng mà mình có thể hát tốt được, chứ đừng có cố gắng chọn cao quá lúc đầu để rồi khúc sau là mình hát bị tét bị bể luôn. Rồi bây giờ mình tới cái đoạn tiếp theo nè. Nhớ là chỗ này nếu các bạn ngắt gọn thì nó sẽ làm cho mình nghe được cái phần reverb phía sau. Dẫu hết những phút thẫn thờ, nếu mà các bạn thẫn thờ các bạn hát sao? Nếu mà mình nói mình đang thẫn thờ thì nó phải gọn, chứ đừng có thẫn thờ này thì nghe nó bị nhựa nhựa quá, nó không hay. Mưa ngoan, dẫu hết những phút thẫn thờ này, thương em đi giữa đêm lạnh, đêm lạnh. Nếu mà đêm lạnh á, các bạn hát cho nó nhiều hơi hơn thì nó nghe nó cảm giác nó lạnh lẽo, nó cô đơn hơn. Còn ví dụ nếu mà mình hát là thương em đi giữa đêm lạnh cũng được, nhưng mà cái này nó nghe cảm giác thiếu cái tình yêu thương lắm. Tại vì là thương thì ví dụ giờ mình nói với một cái người mình yêu thương đi, anh thương em, chứ không phải là anh thương em, nghe nó cảm giác nó cọc quá, nó thô bạo quá. Thương em đi giữa đêm lạnh khoảng trời một mình, bỏ lại tình mình theo làn mây. Các bạn có thể luyến tí xíu chỗ đó nếu mà các bạn thích. Bỏ lại tình mình theo làn mây, mây. Bỏ lại tình mình theo làn mây. Rồi, bây giờ qua tới những cái câu tiếp theo á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để áp dụng cái sắc thái mạnh nhẹ vào. Một cái bài hát nó muốn hay thì nó cần có nhiều cái sắc thái tí xíu. Khi nào âm thanh nhẹ nhàng, khi nào cái ca từ diễn đạt một cái điều ấm áp, tình cảm, yêu thương, lãng mạn, nhẹ nhàng, thì mình hát ca từ nhẹ nhàng lại. Nếu như cái chỗ nào mà mình cần cảm giác là nó ấn tượng, hoặc là cái chỗ đó thể hiện cái sự ghê gớm, bão tố, dữ dội, thì các bạn sẽ đặt thêm hơi thêm lực vào để làm cho nó mạnh hơn, chắc hơn ở cái nút đó. Ví dụ hồi nãy khúc đầu đi mình hát mềm rồi mình hát nhẹ rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tập, mình sẽ thử hát thay đổi lực tí xíu ở ngay cái khúc đầu của câu sau. Tìm về ngày yêu ấy, tìm về ngày yêu ấy.
Ví dụ tìm về mình hát mạnh thì ngày yêu ấy, chữ ấy mình hát nhẹ lại. Tìm về ngày yêu ấy cũng trong chiều mưa này. Ví dụ cũng trong mình hát mạnh thì chiều mưa này mình hát nhẹ lại. Còn cái việc là khi nào mạnh, khi nào nhẹ là tùy các bạn, chứ không có một cái công thức nào cố định ở đây hết. Mình đã gặp nhau lại bờ vai, lại bờ vai. Mình muốn xử lý nó bằng cái hơi thì mình sẽ thêm hơi vào chỗ đó. Nhưng tim vẫn cười. Rồi, cái chỗ chữ cười này nó có một cái rất là hay nè. Đó là đôi khi các bạn hát á, các bạn muốn cho người ta thấy cái cảm giác vui, mà các bạn không biết làm sao cho nó vui, thì cách dễ nhất là cười. Lúc mình cười là âm sắc của mình nó sẽ thay đổi và nó làm cho âm thanh nghe nó vui hơn. Nhưng mà cái vui ở trong đây nè là cái vui của cái sự nhớ lại. Có thể lúc đó vui nhưng mà bây giờ mình đang nhớ lại, chứ không phải bây giờ mình nghe răng mình cười tươi giống như là mình đang được tặng hoa, thì nó không phải. Như là vẫn cười, nhưng mà cái cười này cười trong một cái niềm tiếc nhớ, mình nhớ lại ngày đó. Thì các bạn hát cái cười nó đơn giản, nó nhẹ nhàng tí xíu, đừng có tươi quá. Tìm về ngay, mình thử lại nhé. Tìm về ngày yêu ấy cũng trong chiều mưa này. Mình đã gặp nhau lạnh bờ vai, nhưng tim vẫn cười. Giờ vẫn chiều mưa ấy, mình sẽ chỉ cho các bạn cách hát cái phần sau nha. Nghĩa là khi các bạn hát cái câu mà giờ vẫn chiều mưa ấy, em nép trong vòng tay ai. Để cho em nép trong vòng tay ai đó một cái sự cao trào, mình hát cho nó mạnh hơn, nó bão tố hơn tí xíu. Em nép trong vòng tay ai thì nghe nó đau đớn, nó dây dứt, nó dằn vặt hơn. Anh chỉ lặng im, chứ đừng có hát là anh chỉ lặng im, thì lặng im đó nó không đúng cái ngữ nghĩa của bài. Cái bài khi mà người nhạc sĩ người ta viết ra, người ta đã có suy nghĩ về cái từng cái câu chữ như thế nào để cho nó thể hiện được cảm xúc. Như vậy cái người hát cũng phải suy nghĩ về câu chữ, suy nghĩ về cái lực mình hát, cách mình nhả chữ, cách mình xử lý về hơi thở, để làm cho cái câu chữ đó nó tăng thêm cái phần ý nghĩa của cái bài hát. Giờ vẫn chiều mưa ấy, em nép trong vòng tay ai. À, các bạn có thể sử dụng thêm một cái kỹ thuật nha, là đang mạnh xong nhả hơi nhẹ lại. Em nép trong vòng tay ai, anh chỉ lặng im, đôi hàng mi nhẹ run cho tim anh bật khóc. Cái chỗ chữ khóc này nó khó là bởi vì nó là nốt cao, cho nên các bạn cần phải sử dụng cái cơ hoành, nén cái hơi bụng cho chắc vô. Anh chỉ lặng im, đôi hàng mi nhẹ run cho tim anh bật khóc. Đã quá rồi. Chữ đã đó là một cái nốt cao mình cần nén lại. Nếu mà các bạn nào gặp khó khăn ở ngay cái nốt đó, các bạn có thể tập từ từ từng bước đi lên, chứ không cần phải hát liền cái nốt đó đâu. Ví dụ mình hay tập cái thói quen của mình là na 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 đã đã qua rồi, đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng. Nhớ là tiếng yêu ngập ngừng, mình đừng có hát mạnh quá nha. Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng. Tiếng yêu, chỉ yêu nhẹ, đơn giản lại, chứ đừng có gằn dữ dội chỗ đó thì nó làm cho mất cái cảm giác yêu thương. Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn, rồi nhẹ nhàng. Hồi nãy mình hát mạnh rồi, bây giờ chỗ này mình mềm lại tí xíu, để cho nó có sự thay đổi về sắc thái, và nó cũng đúng hơn với cái ý nghĩa của bài. Cho anh quên đi lạnh giá. Chỗ này là mình cho nó bung luôn, bởi vì nó là nốt cao đúng không, mà nó còn là một cái gì đó mà gọi là dữ dội, bão tố của cái bài, thì mình nâng nó lên luôn cho nó mạnh, bởi vì trước đó mình mới vừa nhẹ lại rồi, bây giờ mình mạnh lên thì nó sẽ tăng thêm cái cảm xúc của bài. Nhớ một cái nguyên tắc vàng luôn á, đó là các bạn phải luôn luôn tạo sự ấn tượng khi mà các bạn hát. Nghĩa là ví dụ chỗ này mình đang hát nhẹ rồi,
thì đằng sau nó phải bất ngờ một tí xíu, người ta không có thể thấy được là nó cứ nhẹ 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 hoài, hoặc là nó cứ mạnh 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 hoài. Thì mình tạo ra những cái sự thay đổi sắc thái để tạo ra tính bất ngờ, để cho người nghe người ta đỡ bị chán cái phần đó. À, rồi bây giờ mình sẽ thử nhé. Từ chỗ giờ vẫn chịu mưa luôn nhé. Giờ vẫn chiều mưa ấy, em đẹp trong vòng tay ai, anh chỉ lặng im đôi hàng mi nhẹ run cho tim anh mất không. Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn cho em quên đi. Khi mà tạo cái sự thay đổi giống như vậy á, thì nó sẽ làm cho cái bài hát của mình nó nghe nó đã hơn, nó sướng hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ hát từ đầu tới cuối nha, các bạn có thể cùng với mình hát để làm cho cái để mà các bạn có thể tập được, áp dụng được những cái mà hồi nãy mình nói nhé. Khi mà mình áp dụng được cái cách xử lý mạnh nhẹ và các bạn có thể thay đổi cái lực hát mạnh nhẹ nè, thêm hơi bớt hơi nè, hoặc là hát kéo dài hoặc là cắt ngắn, thì các bạn sẽ có thể làm được cho cái giọng hát của mình nó hay hơn rất là nhiều. Và mình hy vọng rằng là những cái mình chia sẻ ngày hôm nay đã giúp cho các bạn có thêm một cái kiến thức và kỹ năng để làm cho cái giọng hát của mình nó hay hơn. Đặc biệt nhất đó là khi mà mình có được những cái dịp mình hát cho bạn bè mình nghe nè, mình áp dụng vào thì nó sẽ hứng thú hơn rất là nhiều so với cái cách mình hát bình thường, giống như hát karaoke thì nó sẽ không có đã lắm. Rồi, thì như vậy là những cái mình đã chia sẻ ngày hôm nay. Nếu như các bạn còn thắc mắc hay có khó khăn, hay là các bạn muốn
tập thêm những cái kỹ thuật nào thì các bạn cứ inbox hoặc là comment bên dưới cho mình. Mình sẽ làm những cái video livestream để hướng dẫn cho các bạn cách để hát càng ngày càng hay hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.